đi trẻ tổn thương. Bề ngoài như có tất cả nhưng bình yên thì luôn lạc đường. Có thể cũng chẳng ai hiểu nhưng mất mát cả hai phải chịu. Có lẽ cũng chính vì vậy mà càng trưởng thành thì nỗi đau càng lại nhiều. Anh thừa biết tuổi thơ của em đã không còn được bất hạnh hơn. Em cũng hiểu nỗi ám ảnh của cuộc đời anh chính là cô đơn. Và mình đã hứa sẽ dắt tay nhau vượt qua quá khứ và tuổi hờn. Cuối cùng thì sao? Hy vọng chết cuộc nỗi đau thì không lớn. Thay vào việc nhìn và ưu điểm cả hai cho nhau sự bao dung, mình lại để tâm khuyết điểm không đáng mặc cho cái tôi nó thao túng. Từng câu từng chữ sắc bén mình luôn nhắc nhở phải bỏ lại phía sau, giờ lại chính là thứ mình đưa ra trước mỗi khi cùng bước về phía nhau. Đáng lẽ giờ này mình đã phải thật sự yên ấm, vòng tay đã đủ ủi em phần nào cho cả hai yên tâm. Nhưng rồi tất cả kỷ niệm đã cùng rơi thẳng xuống vực bên kỳ vọng. Hai tâm hồn bất lực lặng nhìn thời gian phá vỡ mỗi kỳ cổng. Sẽ có người khác thôi, chỉ là đôi khi anh nhớ tiếc nuối một vài kỷ niệm, từ hành hạ tâm trí bằng nhiều viễn cảnh do chính bản thân suy diễn. Nhưng hôm nay sẽ là lần cuối anh nói những lời thật lòng, lần cuối vì thương mà nuôi hy vọng, lần cuối biết đau nhưng vẫn chờ mong, lần cuối tin vào tình yêu, lần cuối từ chối cảm xúc tiếng cười, lần cuối vì vài dòng chữ mà ngậm ngùi rơi nước mắt ngay giữa biển người. Vì một mai nắng sẽ lớn xua hết những niềm đau, ký ức ngày hôm qua dần dần cũng chìm sâu, rồi hạnh phúc hai ta mong cầu một ngày không xa sẽ tới mau, buồn vui lại trở về như ngày đầu.